Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021, tỉnh có thêm một ca dương tính mới tại ấp 1 xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Đây là trường hợp tiếp xúc với F0 đã được cách ly trước đó. Cộng dồn số ca dương tính toàn tỉnh là 1.849 ca, 11 ca được ra viện trong ngày. Cộng dồn số ca khỏi bệnh là 1.685 ca, cộng dồn số ca tử vong là 46 ca.